Xin chào các bạn, hôm nay đến với Cắt Tóc Theo Sao là người bạn Lê Anh Minh. Hôm nay Lê Anh Minh sẽ cắt kiểu tóc của Brian Trần trong MV Đóa Hoa Hồng của Chipu. Đó là kiểu tóc undercut quiff. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi sự biến hóa trong phong cách của Lê Anh Minh nhé. Hôm nay em sẽ phụ anh. Em đang muốn cắt một kiểu tóc mới của Brian Trần thì anh có thể tư vấn cho em kiểu tóc này được không ạ? Dạ vâng, thì với cái phong tóc như này thì mình sẽ cắt ngắn gọn hai bên lên thôi anh. Sau đó thì cái phần trên thì mình sẽ cắt ngắn bớt đi một chút và tỉa đi cho nó đẹp. Sau đấy mình sẽ xấy tạo kiểu lên. Ok anh. Vậy là cuối cùng mình đã hoàn thành kiểu tóc của Brian Trần. Các bạn cảm thấy sao với kiểu đầu này của mình? Bản thân mình thì mình thấy rất là ưng ý. Các bạn nhớ nhá, muốn đẹp trai hãy đến 30 size.